Xin kính chào các thượng đế. Xin thưa với lại các thượng đế, giờ này không biết có bằng giờ ngày hôm qua không hay là bằng giờ ngày hôm kia thì cũng không biết nữa. Bây giờ là 21 giờ 26 phút ngày 24 tháng 11 năm 2023. 30 chưa phải là Tết. Từ sáng cho đến chiều không có một thượng đế nào trần văn chốt trong ngày hôm nay cả. Mãi đến chiều tối nha, mãi đến chiều tối mới có một thượng đế trần văn chốt. Trong này là băng cassette nội dung chương trình thâu theo yêu cầu, ngài ở địa chỉ QL19C. Ngài viết này mình cũng không biết dịch ra kiểu gì nha, nhưng mà ngài nhắn tin, ngài nói rõ là cứ ghi theo cái địa chỉ này là nó khắc đến An Long 2, Canh Vinh, Vân Canh, Bình Định. Đấy, thì cái này chắc là huyện Vân Canh, hay là xã Canh Vinh, nên cái này chắc là thôn An Long 2, còn cái này thì không biết là cái gì thì cũng không biết, tại vì ngài viết như thế thì mình đọc như vậy nha. Đấy. Thì ngài Trần Văn Chốt ở cái lúc chiều tối muộn ở đơn vị vận chuyển thì 5 giờ là người ta đã nghỉ rồi nha, 5 giờ người ta đã không nhận hàng nữa rồi. Đấy, thế nên là ngày mai mới gửi hàng cho ngài Thượng Đế ở Bình Định được. Trân trọng cảm ơn ngài. Và ngài Thượng Đế này đủ tiêu chuẩn để chúng ta biểu dương, vì ngài đã được thực hiện cái quyền đó là được chuyển thóc ngay và luôn. Một lần nữa trân trọng cảm ơn ngài. Tiếp tục, trước đài Hitachi nặng như cối đá, nặng như cối đá lỗ. Cối đá thì có cái cối đá có lỗ nha, có cái cối đá lại không có lỗ. Cái cối đá để giã cua thì không có lỗ, còn cái cối đá to để đập lúa ấy, thì mới có lỗ. Đấy, nói thế cho nó chuẩn, không lại bảo nặng như cái cối đá lỗ, thì có cái cối đá lại nó không có lỗ nha. Đã cũng đã có địa chỉ, nhưng mà ngài chưa nhắn. Nãy ngài điện, ngài chốt, ngài bỏ 650.000 đồng trước đài Hitachi, mà lại coi như thế là phiên bản quý hiếm. Tìm ở trên trời thì chỉ có mấy anh Tây anh mới có thôi nha. Hôm nay mình mới có này, nặng gần 10 kg, 650.000 đồng thì đúng là rẻ nhất của đất đấy. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế, sau một cơ số phút hì hục rồi nó cũng ra nha. Chứ nếu mà hì hục lâu mà nó không ra thì cũng nguy hiểm, thế mà hì hục nhanh quá mà nó ra thì cũng nguy hiểm. Sau một cơ số phút nó mới ra, thế là vừa đẹp, vừa đẹp. Đây là chiếc đài vỏ gỗ có thương hiệu Victor. Đấy, có con khuyển đây này, thương hiệu Victor thì bao giờ cũng phải có con khuyển. Đây, hình con khuyển đây này. Đấy. Chiếc đài này theo mình thì nguồn gốc xuất xứ là đồng hương với bật Ma Un. Chiếc đài này ăn điện 220V. Mình nhìn mình chỉ say văn đắm về cái kiểu dáng thiết kế đây nha, nhìn rất chi là đẹp. Đấy, ăn điện 220V. Tính năng hoạt động thì rất chi là nhiều tính năng. Tính năng chạy đĩa than, tính năng chạy đĩa CD, tính năng nghe radio, tính năng line in để cắm điện thoại vào để nghe. Đấy. Lại còn có tính năng chơi bằng cassette nữa. Không biết có bluetooth hay không thì không biết nữa nha. Đây, đây là những cái nắp ở dưới đấy, cả cái nắp này đây. Bây giờ mời mọi người cùng xem nội thất nha. Cái tên của cái đài vỏ gỗ này thì không phải là Victor ở cái thùng ấy, còn tên cái mặt đây là Victor đấy. Thế nhưng mà tên ở vỏ gỗ, ở vỏ cái thùng bìa carton thì nó là Head 308 BT. Mặt này mặt kính chứ không phải là mặt bằng meca, mặt kính. Phải lót cái rẻ đây nó xước mất thì đây. Đấy, thùng gỗ này. Đấy, bắn bắn ghim vào đây, bắn ghim. Đấy, chứ cái này không không dùng mộng. Cái này phải những anh thợ mộc ngày xưa thì mới có mộng, thậm chí lại còn có mộng thắt nha. Đấy, thế nhưng mà cái này không không dùng mộng, bắn ghim đi, bắn ghim dùng là bôi keo.
cửa băng cassette thì thiết kế đặc biệt như kiểu bộ cơ ở đầu ô tô đây. Đấy, cửa băng cassette đấy. Xoay cái mặt đằng sau nữa. Đây cái mặt đằng sau đây. Đấy, đĩa than trên này. Lắp hai cái bản lề giống như kiểu cái bản lề ở cái gác băng dê. Cái chạn đấy nhá. Chạn là gọi theo từ của ta, thế còn gác băng dê là từ mượn mượn của Pháp. Gác băng dê. Gác băng dê cũng là cái chạn để bát đũa thức ăn này nọ, cái loại cái chai đấy nhá. Đấy. Đựng cái liễn đựng mỡ chẳng hạn nhá. Gác băng dê là từ mượn gác đờ sen, gác đờ bu, ghi đông cổ phốt nhá. Đấy là gì đấy? Phốt tăng đấy. Đấy. Cái tên của nó lại là hen này. Đấy, hen 308 bờ tờ này. Đấy. Đây là đường anten vào của radio FM. Radio cái này chỉ có mỗi băng sóng FM thôi. Bây giờ xoay sang đây để mời mọi người xem nội thất ở bên trong. Đây. Đấy. Nội thất ở bên trong. Rất chi là may mắn vì cái này người ta thiết kế cho cái nguồn là biến áp, chứ nếu nguồn điện tử nữa thì đây. Nguồn biến áp. Nguồn biến áp thì bao giờ cũng vậy, có khi đài hỏng rồi nguồn chưa hỏng nhá. Chứ nguồn điện tử thì khả năng nó hỏng là chuyện rất bình thường. Đấy, nhưng mà nguồn biến áp thì thôi khỏi bàn. Kể cả là biến áp China. Đấy. Cái này là cái chân để mở cái cửa trên đĩa than ra thì chẳng có gì cả. Đường lay in vào này. Đấy. Khoan đục những cái lỗ kia để thoát nhiệt, tỏa nhiệt. Còn đây là bộ cơ về phần băng cassette. Này. Bộ cơ về phần băng cassette này. Đấy, bộ cơ. Ở trong này là mắt này là gì đây này. Motor cơ thứ. Motor phần đĩa than này này. Đấy, motor phần đĩa than. Thế còn mắt laser thì đây, mắt laser là phần đĩa CD đây. Đây cụm mắt laser đây. Cụm thấu kính hội tụ đây. Đấy. Cái này thiết kế cái bộ gợn này nó cứ vẹo vẹo này, nhưng mà không phải đâu, nguyên bản của nó vẹo này này. Này. Đấy. Nguyên bản của nó vẹo thế đấy chứ không phải là nó vẹo đâu. Đây, nhìn nó lệch này. Cái xe hở bên này nó khít này, đây này nó rộng này. Đấy, người ta thiết kế như vậy đấy. Đấy. Hay là cái nhà thiết kế người ta bị vẹo này, là người ta thiết kế cái này nó vẹo. Nhưng mà vẹo là tốt, nhiều khi anh em chúng ta hay có cái từ chẳng có cái vẹo gì cả nha. Thì nó mới buồn, chứ còn nếu mà có vẹo thì đã tốt. Này không biết là cái gì. Đây là loa, loa loa. Đấy. Loa này được nối chung một cái dây vào đây để đưa lên cái loa kèn ở bên trên, cái loa check, check kèn nhá. Ở bên trên của cái đài này nó còn có cái loa lắp vào nữa. Đấy, đây là cái dây nối chung vào đây luôn. Đấy. Đấy. Thì cái đài này đang bị tịt mất một vế và cháy IC công suất. Đây là IC công suất. Này. Đấy. Thì cái đài này người ta sản xuất ở đời mới, thế nên là linh kiện của nó bé tí tí tí. Như con của con kiến chứ không phải như con kiến nữa. Linh kiện nhìn vào cứ như kiểu linh kiện ở điện thoại. Ngoài con tụ lọc nguồn là to, con IC to, còn tụ này thì cũng không to lắm. Đây, còn những điện trở đèn bán dẫn thì thôi rồi. Bé tí, bé như con của con kiến. Đây, IC này. Đấy. Còn đây là giò sóng tuning. Đấy, cái này nhà sản xuất China cũng thiết kế giò sóng không có tụ xoay, thay đổi bằng biến trở, thay đổi biến trở đây bên trên tuning này. Đấy, cái nút tuning là giò sóng đấy, thay đổi bằng biến trở nhá. Tức là vặn cái đấy đi để thay đổi điện trở đây, tác động vào cái khu vực này để dò radio này. Mình dò theo cái dây này, đây dò theo cái dây này nó vào đây. Đấy. Cái loa này, nhưng mà cái loa này tháo vào bên trên, chứ cái loa này đúng ra mà kiếm được hai cái loa Jaban nhá, Jaban mà thay vào đây thì âm thanh nó sẽ khác hẳn, vì cái loa này là loa China. Bên đây này cái loa nữa này. Đấy.
Hoi đã mời các thượng đế trên dải chữ S cùng nội soi xem xét cái chiếc đài vỏ gỗ độc lạ quý hiếm có nguồn gốc xuất xứ là đồng hương với Bần Ma Ôn. Bây giờ mọi thứ thì đã xem hết rồi, chả còn cái gì để xem nữa, thì dừng video ở đây để vào việc thôi. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.